Hân hoan chào đón quý khán giả đã đến với kênh Radio Hay. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thật chớ trêu, có những điều con người ta không tưởng thì nó lại đến để rồi phải sống trong đau khổ dần vật. Có một cô sinh viên nghèo, ngoài giờ học trên giảng đường, cô phải đi phụ việc ở quán để có tiền trang trải trong cuộc sống. Những ngày làm thêm này, cô đã gặp một người đàn ông thường đến đó ngồi lặng lẽ trong góc với vẻ cô đơn buồn bã cô và người chú đó dần dà bắt chuyện rồi quen nhau cô sinh viên và ông chú với dáng vẻ buồn bã cô đơn ấy là những nhân vật trong câu chuyện mà nhật lệ gửi tới quý vị và các bạn vậy điều gì đã diễn ra giữa họ cuộc sống của họ sẽ ra sao chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé và sau khi nghe xong câu chuyện nếu thấy hay quý vị và các bạn hãy like chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh để liên tục nhận được những thông báo về những câu chuyện hay quý vị và các bạn nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tình tiết diễn biến của câu chuyện. Tình yêu là một dạng tình cảm mà cho đến nay chưa một ai định nghĩa được hình dạng và sắc thái của nó. Tình yêu đến bất chợt như tia sét nhanh chóng giáng xuống trái tim ta và cũng chợt đi nhanh chóng để lại cho ta bao mất mát đau buồn. Có những người chúng ta biết không thể yêu được họ vì nó trái luân thường đạo lý Nhưng con tim và lý trí nó không hợp tác với nhau Có những tình yêu mù quáng khiến ta yêu họ say đắm Tưởng như có thể chết đi sống lại Nhưng cũng để lại cho chúng ta bao dằn vặt và dai dứt Ngay chính bản thân tôi cũng vậy Tôi cũng đang rơi vào một tình yêu đầy đau khổ như thế Tôi đã giấu kín sự dằn vặt này bao nhiêu năm qua Nhưng sự dồn nén dường như khiến tôi thêm đau khổ Tôi chỉ muốn một lần được trải lòng mình Cho vơi bớt đi những khổ sở trong lòng tôi Tôi là một cô gái tình lẻ 18 tuổi khăn gói lên Hà Nội trọ học Tại một trường đại học khá có tiếng tăm Gia đình tôi cũng không khá giả gì cả Quê tôi thuộc vùng miền núi Nên mọi thứ chi tiêu trong nhà Đều chỉ nhìn vào mấy mảnh ruộng Sau tôi còn có hai em nữa Và cuộc sống của mấy chị em tôi Là sáng đi học Chiều về lên nương giấy Phụ bố mẹ tôi việc đồng áng Ở cái xứ cơm còn chạy bữa Thì việc học hành rất là xa xỉ Vì vậy ba chị em tôi Được đi học Đã là một niềm tự hào Và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bố mẹ Khi tôi bắt đầu học cấp 3 Chi phí học hành ngày một cao Khiến tôi cũng muốn buông xuôi lắm Vì thương bố mẹ Tôi đã định nghỉ học để phụ cha mẹ kiếm tiền Nhưng rồi khi nhìn lại xung quanh Thấy những chị gái gần nhà tôi Khi chỉ mới 17-18 tuổi Đã con bé con bồng Trong khi chồng chỉ suốt ngày say xỉn Mà tôi lại thấy chùn chân Tôi lại quyết tâm học thật giỏi Với ước mong đổi đời Cũng may trời thương Mà cho tôi một cái đầu rất thông minh Nên tôi học rất giỏi hơn nữa dù lam lũ với nương giấy Nhưng tôi vẫn có nước da trắng trẻo Và một khuôn mặt khá là xinh xắn Ngày tôi lên Hà Nội nhập học Mẹ đã phải bán một con trâu Để cho tôi có tiền trang trải Thương bố mẹ Tôi quyết tâm học hành Chứ không có sao nhãng ăn chơi Hay yêu đương gì Mặc dù khi đấy tôi cũng có nhiều người tán tỉnh Khi việc học và chỗ ăn ở Đã dần ổn định Tôi bắt đầu tìm việc làm thêm Tôi xin chạy bàn quán nước gần chỗ trọ với mức lương hàng tháng chỉ có 2 triệu đồng, nhưng được đồng nào hay đồng đấy, vì từng đấy tôi cũng đã đủ trang trải được phần nào tiền trọ. Sang năm 2, chi phí học ngày một cao hơn, cứ đầu năm học là bố mẹ lại phải bán bò, bán gà cho tôi đóng tiền học. Mà tôi xót lắm, vì vậy tôi lại cố gắng kiếm việc làm thêm sau 9 giờ tối, sau khi bưng bê ở quán nước xong, Tôi lại phụ rửa bát ở quán ăn đêm tới 11 giờ. Công cán ở đó chỉ có 500 nghìn, nhưng ít ra chủ quán tốt bụng. Cho tôi mỗi bữa một tô phở, khi thì bún nên tôi cũng đỡ ra một bữa ăn. Dạo ấy có chú Hoàng hay ghé ăn khuya ở quán. Bình thường thì một tuần chú hay ghé qua quán ăn hai lần. Nhưng sau khi chú và tôi quen biết nhau thì chú tới có phần thường xuyên hơn chú thường tới một mình và ngồi lặng lẽ trong góc trông chú có vẻ cô đơn và buồn lắm ban đầu thì tôi cũng chỉ cắm cúi làm thôi chứ không có hỏi han gì sau này là chú bắt chuyện nên tôi cũng nói chuyện với chú nhiều hơn và trở nên thân thiết dần chú là người rất tinh tế chú ít nói nhưng luôn quan sát chú hiểu tôi nhiều hơn tôi nghĩ thấy tôi là sinh viên nghèo nhưng chịu khó chú luôn âm thầm giúp tôi từ những chuyện rất nhỏ chẳng hạn như thi thoảng chú mua bánh cho tôi chú cứ bảo là được người ta biếu mà chú không ăn nhưng thực ra sau này tôi mới biết là chú cố tình mua cho tôi vì chú biết tôi thường hay nhịn ăn sáng hoặc có khi chú cho tôi rất nhiều sách mà toàn là những cuốn cùng ngành học của tôi những khi ấy chú lại bảo là sách cũ của cháu gái chú vì chú luôn giúp đỡ tôi một cách rất tế nhị như thế nên tôi cứ vui vẻ đón nhận chứ chẳng nghĩ ngợi gì dạo đấy tôi đang học bài thì bác chủ trọ nhắn tôi ra nhận điện thoại hồi đấy bữa ăn đàng hoàng tôi còn chưa dám mơ tới thì lấy đâu ra điện thoại vì vậy tôi thường xin dùng ké điện thoại của nhà chủ trọ đó là cuộc gọi từ nhà tôi gọi lên là em trai tôi vừa nói vừa khóc báo tin bố đau nhập viện cứ tưởng nằm bệnh viện huyện chữa trị vài ngày là khỏi Ấy vậy mà bố tôi có khối u ác tính Phải phẫu thuật gấp Bây giờ đang trên đường chuyển lên bệnh viện Hà Nội Tôi tức tốc bỏ dở sách vở Mà chạy lên đón ngay ở bệnh viện Chờ mãi cũng đã thấy xe chở bố lên tới Trông bố hốc hác lắm Còn mẹ thì đôi mắt đang đỏ hoe Sau khi nhập viện cho bố Mẹ và tôi gặp bác sĩ Bố tôi phải phẫu thuật gấp Vì để lâu sẽ nguy hiểm nhưng chi phí phẫu thuật và viện phí ngót nghét 40 triệu, một con số quá lớn với gia đình tôi. Mẹ tôi bắt đầu tính toán chuyện bán châu bò, nhưng đâu phải cứ muốn bán là bán được liền. Tôi xin nghỉ học 2 tuần, tôi xin ứng lương, vay mượn bạn bè thì cũng chỉ có 5 triệu. Số tiền ấy chẳng có thấm vào đâu cả. Bốn ngày nữa bố tôi lên bàn mổ rồi Mà tiền thì xoay sở chưa ra Tôi lo lắng lắm Ngần ngừ đứng trước cửa chỗ cho vay nặng lãi Tôi cầm cả chứng minh thư và thẻ sinh viên ra cầm cố Mà vay thêm được 5 triệu Mặc dù lãi cao nhưng tôi chấp nhận Vì bây giờ có thêm đồng nào hay đồng ấy Cầm 10 triệu đóng tạm ứng viện phí cho bố Thấy bố đau quặn người mà tôi xót lắm May mắn thay ca mổ của bố tôi thành công Ông còn yếu nên còn phải nằm viện lại tận 2 tuần Nên viện phí cũng phát sinh thêm khá nhiều Mẹ tôi vay mượn thêm của anh em được 10 triệu Cầm tiền được bọc kỹ trong giấy báo Tôi đi đến quầy đóng viện phí tiếp Bố em đã đóng hết tiền viện phí rồi em nhé Tiếng của chị y tá làm tôi có chút giật mình Chị có nhầm không à? Không em nhé Bố em là Hoàng Văn Hòa đúng chứ? Dạ đúng rồi chị ạ Ừ vậy thì tất cả tiền đã đóng hoàn thành vào ngày hôm qua rồi nhé Với cả người nhà cũng đã yêu cầu chuyển sang phòng bệnh đặc biệt Hôm nay sẽ chuyển luôn nhé Tôi sững sờ Không biết là ai đã đóng viện phí Mặc cho tôi có xin hỏi người đó là ai Nhưng chị y tá tuyệt nhiên không tiết lộ Thôi trước mắt cứ cứu được bố trước đã Ai giúp đỡ hãng tính sau Tôi lại cầm tiền đó đem trả cho bên cầm đồ vay lãi Nhưng lại ngạc nhiên một lần nữa Là số tiền tôi vay trước đó cũng đã được hoàn trả Giấy tờ của tôi được người ta hoàn trả mà không mất một đồng nào cùng một lúc nhận được quá nhiều sự giúp đỡ không khỏi làm cho tôi hoang mang và lo lắng anh em bà con tôi không mấy ai khá giả bạn bè tôi cũng hầu hết là sinh viên nghèo mà ở nơi thành phố xa hoa này tôi nào có quen biết ai mà thân quen tối nỗi mà sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để giúp tôi như vậy chính vì suy nghĩ này đã làm cho tôi càng thêm tò mò hơn về người bí ẩn này tôi đã mất cả ngày chờ đợi ở nơi tôi xin vay lãi tôi năn nỉ nhưng không một ai chịu tiết lộ danh tính của người đó cả tôi vẫn kiên trì chờ đến nửa đêm mặc cho trời mưa tôi vẫn chờ không thể chịu nổi trước một đứa lì lợm như tôi nên họ đành phải cho tôi biết người đã giúp tôi khi người ta đưa cho tôi tờ biên lai like thanh toán nhìn tên tôi mới vỡ lẽ ra là chú hoàn tôi thực sự sốc vì tôi không nghĩ tôi chỉ mới quen chú hơn nửa năm nay mà chú lại rộng lòng giúp đỡ tôi như vậy vậy thì người đã giúp đỡ tôi đóng viện phí cũng chính là chú ấy rồi mặc dù rất biết ơn chú nhưng rồi tôi lại lo lắng vì tôi đang mang nợ rồi số tiền lớn như vậy tôi không biết phải làm sao mà trả hết được tôi quay lại chỗ quán ăn khuya nơi tôi làm thêm nhưng hôm nay tôi không gặp chú cô chủ quán thấy tôi thì mừng lắm ôi có con tới làm là cô khỏe hẳn đấy Bữa giờ một mình cô mệt quá Vâng Bố con nay đã đỡ hẳn rồi Nên con đi làm lại À cái ông Hoàn có qua tìm con mấy lần đấy Thấy ông ấy đợi mãi Cô mới bảo là bố con nhập viện Con thì không có điện thoại Nên cô cũng không biết làm sao mà liên lạc với con được Thế chú ấy có nhắn tin gì không cô? Không nhắn gì cả Nhưng mà cả tuần nay thì ông ấy không tới đây nữa tôi làm việc mà tâm trạng cứ hoang mang không biết sao chú ấy lại đột ngột mất tích như thế quả thực tôi có chút lo ngày hôm sau tôi đi học mà tâm trạng cứ bồn chồn không tập trung được tan học tôi quên cả ăn trưa mà mò mẫm hỏi đường tới công ty chú hoàng đang làm việc trước đây khi một vài lần nói chuyện chú ấy có nhắc tới công ty mà chú ấy làm nên tôi còn nhớ đảm chiếc xe đạp cà tàng giữa cái nắng đầu hè của hà nội tôi vừa đi vừa hỏi đường mãi tận hơn một tiếng đồng hồ tôi mới tìm được công ty của chú ấy tôi chẳng biết chú ấy làm một bộ phận nào nên cứ lóng ngóng trước cổng bảo vệ cháu tìm ai đấy là chú bảo vệ hỏi tôi chắc chú thấy tôi đứng phơi nắng mà tội nghiệp nên chú muốn giúp đỡ dạ cháu muốn tìm chú hoàn ạ tuy có chút ngạc nhiên hiện lên mặt chú bảo vệ nhưng chú cũng giúp tôi nhiệt tình chú ấy mấy nay không có đi làm chú biết nhà chú ấy không à chú bảo vệ nhìn tôi trông vẻ nghi ngờ lắm nhưng nhìn con bé mặt đang đỏ trẻ đầy mồ hôi trông cũng tội nghiệp nên có lẽ chú ấy không ngần ngại mà lấy mảnh giấy ghi địa chỉ nhà chú hàn cho tôi lại tiếp tục leo lên con xe đạp cọc cạch tôi lại tiếp tục tìm nhà chú ấy cũng may là nhà chú ấy gần công ty nên tôi chỉ cần tìm một lúc là thấy đứng trước căn nhà lớn trông sang trọng và giàu có tôi có chút ngại ngần từ nhỏ tới lớn chưa một lần nào tôi được đứng trước một căn nhà lớn như thế này cả ngập ngừng đôi chút nhưng rồi tôi vẫn bấm chuông bấm một hồi chuông dài rồi nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa hết vốn dĩ lì lợm tôi vẫn liều mạng mà đi vào nhà vì thấy cửa không khóa tôi vẫn muốn gặp chú hoàng bằng được dù chưa có tiền để trả cho chú được nhưng ít ra tôi cần phải cảm ơn chú cho phải phép Tôi đi vào nhưng chẳng thấy một ai cả Căn nhà trống trơn không thấy một ai Đang cảm thấy hơi lo lắng Tôi lại nghe thấy tiếng ho húng hắng vọng từ phía sau nhà Tôi thận trọng đi ra phía sau Là chú Hoàn Nhưng tôi gặp chú lần này thấy chú ốm và xanh xao lắm Chào hỏi và đỡ chú vào nhà Chú ngạc nhiên khi thấy tôi Chú không nghĩ là tôi có thể lần mò được tới tận đây Hóa ra mấy nay chú không ghé quán là do chú bị bệnh. Đến hôm nay gặp chú, tôi mới biết được cuộc sống của người đàn ông ngoài 40 tuổi này cô đơn ra sao. Chú có hai người con trai, hiện đều đang du học nước ngoài. Vợ chú mất khi hai đứa con còn nhỏ. Chú ở một mình, sống cảnh gà trống nuôi con tới bây giờ. Giờ tôi mới hiểu được tại sao chú lại hay lang thang các quán ăn vỉa hè cho qua bữa như thế. Mở chiếc tủ lạnh nhưng nó trống trơn Chỉ có mỗi nước lọc và bia Tôi lại dắt xe đi chợ Mua ít thức ăn Mặc cho chú cấm cản Tôi vốn nhanh nhẹn Nên ba cái việc này nào có xá gì Trong thoáng chốc Mâm cơm nóng hổi đã được tôi dọn lên Trong khi tôi đang nấu Tôi cứ thấy chú nhìn tôi suốt Trong chú có chút buồn bã Vì bữa trưa tôi cũng chưa ăn Nên tôi cũng đói Hai chú cháu vừa ăn vừa nói chuyện mà đã hết veo hết thức ăn Trông chú ăn ngon miệng lắm Chú à Con cảm ơn chú vì đã giúp con tiền viện phí Sau bữa cơm Tôi khéo léo mở lời cảm ơn chú Sao con biết điều đó Chú không dám đưa trực tiếp cho con Vì chú biết tính cách của con Con sẽ không nhận Con chỉ biết cảm ơn thôi Còn về phần tiền con hiện tại Cũng chưa có cách nào để trả lại chú được Nhưng con hứa Chắc chắn con sẽ trả lại cho chú vậy hay qua đây giúp chú nấu cơm trừ nợ đi chú cũng thích cơm con nấu chú cười cười nửa đùa nửa thật ấy vậy mà tôi đồng ý thật tôi muốn trả ơn chú một phần là trả tiền nhưng một phần là thấy chú cô đơn bệnh đau một mình như này tôi thấy thương chú lắm vậy là bố tôi cũng xuất viện rồi ngày bố mẹ về quê bố mẹ vẫn thắc mắc về khoản tiền viện phí và những thứ quá đắt tiền mà bố mẹ vừa nhận được Tôi chỉ đành vội vàng khéo léo nói dối rằng tôi ứng tiền lương làm thêm và vay mượn của bạn bè nên phần nào ông bà mới có chút yên tâm. Tôi đang định bụng là sáng đi học về thì trưa và chiều tôi sẽ ghé qua nấu cơm cho chú rồi tranh thủ tạt đi làm thêm như mọi ngày. Nhưng mà hôm đấy tôi đi học về đã thấy có chiếc xe ô tô đậu trước ngõ dãy trọ. Hóa ra là chú đang chở tôi Chú cứ bắt tôi chuyển luôn về nhà chú cho tiện việc học hành Với để trông coi nhà cho chú luôn Tôi cứ một hai không chịu Nhưng khi chú năn nỉ mãi Nên tôi cũng xuôi mà líu díu soạn đồ theo chú về Chú cho tôi ở lầu 2 là phòng của con trai út Căn phòng mấy năm không có ai ở Nên bụi bám đầy Tôi phải dọn cả buổi chiều mới xong Chú ở dưới lầu 1 để tiện làm việc và đọc sách Mang tiếng ở chung nhà nhưng chú luôn tạo cho tôi khoảng không gian riêng tư nhất Chú cũng thay tôi xin nghỉ làm thêm ở hai chỗ tôi đang làm Khi tôi đang phụng phịu Thì chú đã quát tôi hệt như bố tôi quát tôi vậy đó Học không lo học Cứ mãi mê đi làm kiếm tiền rồi thời gian ngủ không có Còn học như thế sao mà tốt nghiệp được Chú quát tôi một thôi một hồi Dù tiếc cái công việc ấy lắm Nhưng rồi tôi cũng đành bấm bụng mà chấp nhận nghỉ nhưng mà chú nói đúng từ khi nghỉ làm thêm tôi ngủ được đủ giấc tinh thần thoải mái da rẻ cũng hồng hào hơn hẳn thay vì trước đây cứ đi làm về khuya cơm nước bữa đực bữa cái nên tôi vừa thiếu ngủ vừa đau dạ dày lên lớp có lúc tôi học không vào mà cứ ngồi gà gật thì nay tôi không còn vất vả như trước nữa nên tôi học hành cũng bớt áp lực hơn và chuyên tâm hơn sáng chủ nhật hôm đó đang định ngủ nướng Thì chú đã lên vòng gọi tôi dậy Tưởng chú đói bụng Nên tôi ngáp dài ngắm ngắn đi xuống soạn đồ để nấu nướng Nhưng chú đã cản ngay tôi lại Chú bảo tôi thay quần áo Và đi mua đồ với chú Đó là lần đầu tiên tôi được đi siêu thị Tôi trước nay ở quê lên Hà Nội Cũng gần 2 năm Nhưng làm gì có tiền Mà đi tới những nơi như thế này Đầu tiên là chú mua một chiếc điện thoại Khi biết chú định mua cho tôi Tôi đã xua tay chối đầy đẩy, món đồ giá trị như thế tôi không dám nhận. Cái này là chú cho con mượn, giữ lấy để chú tiện liên lạc khi cần, chứ không chú biết liên lạc con bằng cách nào? Vâng. Tôi miễn cưỡng đồng ý mà vẫn còn phụng phịu, liếc sang hàng điện thoại giá rẻ, cái rẻ nhất cũng 3 triệu đồng làm tôi thoát hết mồ hôi. Ấy vậy mà chú mua liền một cái điện thoại đắt tiền, làm tôi tiếc tiền mà không thở nổi. Tôi cứ đi líu díu sau lưng chú Ngó nghiêng khắp nơi Nhìn những thứ lạ mắt Chú dẫn tôi tới quầy quần áo Và bảo nhân viên lựa đồ cho tôi Chú Tôi chố mắt nhìn chú Vừa định la lên Thì chú đã ngắt lời Cái tiền quần áo này Chú cộng vào tiền nợ Không phải cho không con đâu Nhìn mấy túi quần áo lỉnh kỉnh Tôi xót ruột mà nhủ thầm Cả bộn tiền như này trả tới bao giờ mới hết chú lại dẫn tôi đi mua đồ ăn cả tuần nhìn xe đầy áp thịt cá trái cây mà tôi cứ thấy tiếc tiền lắm chú bảo tôi nhớ cách mua bán thanh toán vì đây là công việc của tôi hàng tuần hai chú cháu sắp xếp cả buổi cuối cùng cũng lấp đầy được cái tủ lạnh nhìn căn nhà bây giờ mới trông có vẻ ấm cúng giống có người ở vậy là tôi cứ đều đặn sáng tối đi học và về nhà cơm nước chú thì cứ đi làm suốt chưa tạt về ăn cơm xong lại đi làm Tới tối mới về Chú cũng muốn đổi cho tôi cái xe máy năm 50 Để đi cho khỏe Nhưng tôi cứ nặng nặc từ chối Vì nó nhiều tiền quá Cuối cùng chú cũng phải chịu Mà đổi cho tôi chiếc xe đạp mini mới Đạp nhẹ hơn mà dễ đi hơn Tôi cũng chẳng phải làm gì nhiều Vì hầu như có máy móc cả Chiều học bài xong Mà rảnh rỗi Tôi lại trồng hoa và chăm lại những cái cây trước nhà Tối cơm nước xong chú lại làm việc và đọc sách Còn tôi cũng leo tót lên phòng mà học bài Vậy mà tôi cũng ở cùng chú được 3 tháng rồi Da rẻ tôi sáng ra và trắng trẻo hơn nhiều Nhìn cũng có da thịt nữa Tôi chuẩn bị nghỉ hè Thấy tôi nôn nao Chú nhìn chừng cũng hiểu ý mà bảo tôi về quê với bố mẹ Ngày tôi về chú cứ bảo để chú đưa về Nhưng chuyện tôi ở với chú tôi vẫn giấu bố mẹ Nên tôi không chịu chú gửi cho tôi quà bánh miếu bố mẹ và hai em chú còn cho tôi một ít tiền trong phong bì để về quê còn có chi tiêu tôi về nhà bố mẹ và hai em mừng lắm thấy hai đứa em vui sướng khi được ăn những thứ quà bánh mà trước nay chúng chưa một lần được nếm thử làm tôi thấy thương tụi nhỏ mở phong bì chú đưa tôi giật mình khi thấy trong đó tận 10 triệu số tiền lớn quá làm tôi phát hoảng chú phải nhắn tin nói chuyện với tôi mãi thì tôi mới an tâm dùng số tiền đó tôi về quê nhưng tối nào cũng nhắn tin nói chuyện với chú mà trong điện thoại tôi cũng chỉ lưu mỗi số điện thoại chú và số điện thoại bàn nhà tôi tôi chỉ nhắn được buổi tối thôi vì ban ngày tôi còn phải phụ bố mẹ việc đồng áng hơn nữa tôi cũng giấu nhẹm chuyện tôi quen chú và được chú giúp đỡ nhiều thứ nên ban đêm tôi mới lén dùng điện thoại được hình như đã quen cuộc sống ở nhà chú Nên về mới một tháng mà tôi đã cảm thấy nhớ chú rồi Tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó Nhưng mà tôi cứ lo chú ốm Rồi lại lo cơm nước không đúng bữa Nhớ thì nhớ vậy Nhưng vẫn cố nén nỗi nhớ lại để phụ bố mẹ cho sau ngày mùa Tôi vẫn nhắn tin với chú Nhưng tôi ngày càng nhắn nhiều hơn Được hai tháng khi mùa màng đã tạm ổn Tôi cũng thấy nhớ chú nhiều lắm rồi hình như chú cũng mong tôi hay sao mà chú cũng hay hỏi tôi khi nào lên hà nội lấy tiền chú cho tôi sắm quần áo sách vở cho hai đứa em trước giờ chúng tôi chỉ dùng lại quần áo cũ và xin sách cũ về học nay nhìn hai đứa em vui sướng mà nhảy cẳng lên hít hà sách vở thơm mùi mới mà tôi vui đến chào nước mắt tôi cũng mua thêm quần áo thuốc thang cho bố mẹ số tiền đấy tôi dùng hết cho gia đình chứ không giữ lại cho tôi đồng nào cả mẹ cũng có chút nghi ngờ nhưng tôi vẫn tiếp tục nói dối rằng tôi tìm được công việc làm thêm khác lương cũng khá hơn tôi sửa soạn ít đồ ở quê lên làm quà cho chú ở quê thì cũng chỉ có bấy nhiêu thứ làm gì có sơn hào hải vị gì đâu tôi âm thầm đi lên cho chú bất ngờ tôi lên tới nhà chú cũng đã xế chiều đúng là tôi về một cái là căn nhà trống trải hẳn tủ lạnh trống trơn nhà cửa cũng bụi bặm Vậy là chú lại bỏ bữa rồi Vậy mà lúc nhắn tin Chú cứ nói dối tôi là chú có nấu cơm Bữa nay tôi chiêu đãi chú Một bữa cơm với tép giang Trứng chiên và món canh chua Với cá nhà tôi nuôi được Nghe tiếng lệch cạch ngoài cửa Tôi đoán chừng chú về Tôi ra sân chào chú Thấy tôi chú mừng hẳn mà lao lại ôm lấy tôi Như có chút giật mình và bối rối Chú buông vội tôi ra Mà ngại ngùng đi vào nhà Suốt bữa cơm Món nào chú cũng khen ngon Hình như lâu lắm rồi Chú không có ăn cơm nhà rồi Trông chú gầy hẳn đi Da cũng hơi sạm đi nữa Khuya rồi tôi quen thức khuya như ở nhà Nên vẫn mãi chưa ngủ được Lần mò xuống lầu uống nước Tôi thấy chú đang ngồi một mình trước hiên Sao chú ngủ muộn vậy Ừ chú không ngủ được Đưa cho chú tách trà sen Tôi cũng ngồi lặng im bên chú Bỗng đâu chú quay sang ôm lấy tôi làm tôi thoáng giật mình, nhưng tôi vẫn không phản ứng. Từ lâu lắm, chú mong hơi ấm phụ nữ trong nhà, vì nuôi hai đứa con tới nay, nhìn lại mình đã lớn tuổi quá rồi, chú nhớ con quá. Tôi chỉ biết lặng im nghe chú thở dài, tôi cảm nhận được sự cô đơn trong từng câu nói của chú. Chú buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi, tôi như bất động và bị cuốn vào trong sâu thẳm đôi mắt ấy. Chú dần tiến lại gần tôi, đôi môi chạm dần vào môi tôi, nhẹ nhàng, từ tốn, chậm rãi. Với một cô gái còn ngây thơ chưa từng biết yêu, chưa một lần biết đến mùi vị xác thịt, tôi nhanh chóng bị chú dẫn dụ vào chốn mê ái của hoan lạc. Tôi như một chú mèo con mềm oặt mà ngả vào lòng của chú. Với sự trải đời, cùng với bao sự khao khát mùi vị của đàn bà bao năm mà chú nhanh chóng hòa vào trong tôi, cùng dẫn tôi theo từng nhịp đưa uyển chuyển của thân xác mà cùng nhau mê mải tới chốn trầm luân tôi thức giấc trong vòng tay của chú sau phút điên cuồng là sự ngại ngùng và lo lắng khi thấy dấu vết chi nguyên còn hằn rõ lên tấm ga giường trắng muốt vậy là lần đầu tiên của tôi đã trao cho chú nhìn được sự hoang mang trong lòng tôi chú ôm chặt tôi mà an ủi ngoan nào chú thương chú sẽ lo cho em học hành và một cuộc sống tử tế Lần đầu tiên chú gọi tôi là em Tôi không biết nói sao cả Chỉ có giọt nước mắt chảy lại Lặng lẽ ướt cả khuôn ngực chú Vậy là từ hôm đó tôi trở thành người đàn bà của chú Ban đầu tôi có chút ngại ngùng Mỗi khi chú chủ động muốn gần tôi Nhưng khi đã bén mùi Và đam mê với những hương vị của hoa nái Xác thịt Tôi không còn cảm giác ngại ngần nữa Tôi cũng nhận ra là tôi thích cảm giác đó Tôi muốn được cùng chú làm những chuyện Khiến bản thân tê dại trong từng thớ thịt Mà trước nay tôi chưa từng được nếm trải Tôi nhận ra hình như tôi cũng yêu chú Chú như sống lại thời trai trẻ Chúng tôi làm chuyện đó mỗi khi có thể Sau giờ cơm trưa và mỗi tối Chúng tôi cứ cuốn lấy nhau triển miên không dứt dường như bao kìm nén của những năm tháng cô đơn dồn về nơi chú ngay lúc này là những hừng hực của sức trẻ khiến cho tôi tê dại và chìm đắm trong ngây ngất men tình mỗi đêm chúng tôi cứ thế điên cuồng thôi thúc vào trong nhau những khao khát hừng hực lửa ham muốn cho đến khi hai thân thể mệt dã rời mới cùng ôm nhau chìm vào mộng đẹp đúng như lời chú hứa cuộc sống sau đó của tôi không thiếu một thứ gì quần áo son phấn kể cả những thứ đắt đỏ chú cũng chiều lòng tôi hết tôi như một bà hoàng được hưởng thụ đủ thứ trong sự cung phụng và nuông chiều của chú dù sống trong sự thỏa mãn về tinh thần lẫn vật chất nhưng tôi vẫn ý thức được chuyện này là sai trái tôi là người đàn bà của chú nhưng tôi luôn phải sống trong bóng tối vì chuyện này nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chú và tương lai của tôi cũng mất hết vì vậy dù là hạnh phúc nhưng tôi vẫn luôn xác định chuyện này không thể kéo dài mãi, cho nên tôi thận trọng trong việc tránh thai. Tôi rất sợ bị lộ chuyện. Nếu chúng tôi bị ràng buộc bởi đứa con, tôi đã sống dưới cái mác suga baby của chú tận hơn một năm rồi. Tôi đang bước vào năm cuối đại học. Tôi chuyên tâm vào học hành mà không bị sao nhãng bởi những chuyện khác vì đã có chú lo toan hết cả. Dù có hơn một năm và đêm nào cũng chiến miên xác thịt nhưng chú hình như không cảm thấy chán tôi đêm đó khi đang cuốn lấy nhau thì điện thoại chú vang lên cứ nghĩ là công việc của chú như mọi khi nhưng không lần này tôi thấy chú rời tôi và ra ngoài nghe điện thoại vốn tính tò mò tôi cũng đấp sau cánh cửa để nghe lén âm thanh nho nhỏ từ điện thoại vẫn đủ để tôi nghe thấy bố à hai tuần nữa con về nhé con về thăm nhà không con về luôn Sao về sớm hơn dự kiến và đột ngột vậy Con kết thúc luận án sớm Con sẽ về Việt Nam làm việc Con sẽ sống cùng bố Cho bố bớt cô quạnh Chú cúp máy quay lại Thì thấy tôi đang đứng sững sờ ngay cửa Dù chú có vỗ về tôi bao nhiêu Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu Tôi không tiếp tục làm chuyện đó nữa Mà tôi quay về phòng mình Suốt cả đêm đó tôi không thể nào ngủ được Tôi nghĩ chuyện tôi và chú Xét cho cùng dù có yêu cách mấy thì mối tình này là sai trái và không được phép dù có yêu đến chết đi sống lại thì cũng dễ gì người đời chấp nhận được cái sự ngược đời này khi tôi chỉ bằng tuổi con của chú xuân một tuần sau đó không khí trong nhà dường như căng thẳng hẳn chú cũng nhận ra sự khác thường từ tôi còn một tuần nữa là con trai chú về cuối tuần đó tôi dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà tối chủ nhật tôi nấu một bữa cơm thịnh soạn cùng chú ăn tối với rượu vang có chút men say tôi thổ lộ hết lòng mình cho chú hiểu em muốn kết thúc mối quan hệ này chú ạ à. chú không muốn nhưng mà không thể kéo dài mãi được con chú về rồi mọi thứ càng khó ém nhẹm em yêu chú nhưng danh dự và sự nghiệp của chú không thể vì em mà bị hủy hoại tôi cúi đầu mà nói trong nước mắt tôi đau đau lắm Tôi yêu chú Tôi biết là sai trái Nhưng thật sự con tim này Đang quặn đau đến thắt lòng Tình yêu đầu đời của tôi là chú Nhưng tôi phải quyết tâm buông bỏ Dù chú có níu kéo bao nhiêu Tôi cũng cương quyết mà quay đầu Đêm đó Cả chú và tôi đều khóc Đều đau khổ Chúng tôi cùng nhau tận hưởng những khoái lạc xác thịt Thêm một lần cuối trong nước mắt Ngày hôm sau Tôi chuẩn bị quần áo để rời đi Nhìn chú phờ phạc một buồn đến sầu thảm Tôi quay lưng đi Mỗi bước chân là một lần con tim lại nhói lên đau đớn Chú chu đáo và tử tế với tôi đến tận cùng Chú mua hẳn cho tôi một căn chung cư ngay gần trường học Tiền học phí cả năm Và tất cả mọi chi phí cho việc học Chú cũng đóng hết cho tôi Chú còn chu đáo đặt đồ ăn Để người ta giao tới cho tôi hàng tuần Vì chú cứ lo tôi bỏ bữa Thậm chí qua các mối thân quen chú cũng đã sắp xếp công việc cho tôi sau khi ra trường người đàn ông này thật sự quá tốt khiến tôi một đời không thể quên những ngày xa chú tôi đau khổ lắm tôi suy sụp suốt cả tháng trời ban ngày tôi cố vắng vui vẻ bao nhiêu thì đêm về tôi lại đau khổ bấy nhiêu và tôi biết chú cũng như tôi sau khi ổn định lại tinh thần tôi cố gắng vực dậy mà học hành vì nay đã là năm cuối đại học rồi Tôi cố gắng xóa hết đi hình bóng của chú Cố quên đi những cảm giác ái ân ùa về Trong những đêm cô đơn trống trải Có những khi tan trường Tôi bắt gặp chú đang đứng bên kia đường nhìn tôi đầy đau khổ Nhưng khi đó tôi chỉ biết lặng lặng cúi đầu Mà quệt nước mắt rời đi Có những đêm cô đơn Lại tìm về quán khuya Nơi tôi gặp chú lần đầu Từ xa lại thấy chú ngồi trầm tư một mình Cô đơn nơi đó Tôi chỉ biết ôm lấy lồng ngực quặn thắt mà lặng lẽ rời đi. Dường như cả tôi và chú đều có thần giao cách cảm, mà cùng nhớ về nhau, cùng đau, cùng hoài niệm. Tôi cố gắng mạnh mẽ mà quên đi chú, nhưng sâu thẳm trong con tim mình mới hiện hiện chân thực nhất cái cảm giác đau nhói. Tôi ra trường, tôi làm công việc mà chú sắp xếp cho tôi, mọi thứ cho tương lai rộng mở trước mắt tôi nhờ mọi sự sắp xếp của chú nhưng con tim nguội lạnh của tôi vẫn chưa thể sống dậy với bất kỳ ai vì trong sâu thẳm tôi còn yêu chú nhiều lắm cũng đã hai năm rồi từ ngày tôi chia tay chú cũng đã lâu nay tôi cũng không thấy chú nữa mặc dù ở trong cùng một thành phố nhưng dường như chú biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi công ty tôi có dự án mới đối tác lần này của tôi là mạnh anh khá điển trai và có tài dự án lần này tôi làm việc trực tiếp với anh Hình như anh có cảm tình với tôi thì phải Nhưng trái tim tôi chẳng thể sống lại Có những lúc Thấy anh tha thiết chân thành với tôi Nhưng nhìn kỹ anh Tôi lại thấy anh có nét hao hao trong giống chú Nhưng khi ấy tim tôi lại nhói đau thêm Tôi lại cố đẩy anh ra xa Vì cứ nhìn anh tôi lại cứ nghĩ đến chú Mặc cho tôi lạnh lùng Nhưng mạnh 6 tháng nay Vẫn kiên trì mà cưa cẩm anh không có tinh tế đâu, thậm chí có thể nói là khô khan, nhưng bù lại anh chân thành và tử tế. Kết thúc dự án công ty tôi tổ chức liên hoan, tôi tham gia, nhưng tôi chỉ ngồi một góc, nhìn về xa xăm, tôi bắt gặp một đôi tình nhân đang bước vào, một già, một trẻ, trông chẳng khác tôi và chú trước đây chút nào. Bao ký ức lại ùa về, tôi bất giác đau lòng mà chảy nước mắt. Mạnh thấy tôi khóc, anh không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngồi một bên an ủi. Anh càng cản bao nhiêu Tôi lại càng uống bấy nhiêu Tôi muốn say Say để quên đi những nghi ức đang hiện rõ một một trong đầu Tôi muốn quên đi chú Người đàn ông đầu tiên của tôi Bao nhiêu năm rồi Vẫn làm cho tim tôi dỉ máu Tôi say khướt Người mềm oạt đi Trong mơ màng tôi chỉ biết Mạnh đã đưa tôi về Mắt tôi nhòa đi vì men cay và nước mắt Mạnh khó nhọc mãi Mới đưa được tôi lên giường để nghỉ Nhưng khi anh quay đi trong mắt tôi khi ấy lại tràn ngập hình bóng của chú tôi kéo anh lại điên cuồng mà ôm lấy anh trong đầu tôi khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là chú bao nhiêu khao khát đàn bà trong bao nhiêu năm qua của tôi trỗi dậy tôi chỉ nhớ tôi đã hoang dại như con thú mà lột phăng áo anh ra mà hít hà trong cơn man dại của ham muốn tôi điên cuồng vùi mình và ngực anh tôi hoàn toàn chủ động sự sành sỏi trong khoảng thời gian tôi ở với chú Đã khiến cho Mạnh không thể kiềm chế nổi mà ôm lấy thân tôi Hòa vào trong tôi từng nhịp như vũ bão Chỉ khi thức dậy sau cơn say đêm qua Tôi mới tá hòa rằng tôi đã làm càn với Mạnh Anh không để ý tới chuyện trinh tiết của tôi Càng không thắc mắc về cảm xúc khó hiểu của tôi đêm qua Anh chỉ nhẹ nhàng ôm tôi và hứa sẽ chịu trách nhiệm Nhưng tôi vẫn không đồng ý mà kiên quyết từ chối tôi không gặp mảnh sau đêm đó nữa tôi tránh mặt anh mặc cho anh có qua tìm tôi rất nhiều lần thời gian này tôi mệt mỏi tôi hối hận về chuyện đêm đó mỗi lần tôi nghĩ lại tôi lại thấy có lỗi với chú cảm giác như tôi đang phản bội chú vậy cái suy nghĩ này làm tôi mất ăn mất ngủ tôi gầy dọc đến xanh xao có lẽ tôi nhịn ăn nhiều quá đến nỗi bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát khiến tôi không ngừng nôn ẻ Tuyền, mày có bầu hả? Tao thấy mày xanh lắm, lông mày còn dựng ngược kia kìa. Có đâu chị, em đau dạ dày thôi. Cười trừ trước câu hỏi của đồng nghiệp, nhưng tôi chột dạ lắm. Giật mình mới nhớ tôi đã bị chậm hai tuần rồi mà không để ý. Trên đường về, tôi mua que thử thai và kết quả làm tôi điếng người khi cái que hiện lên hai vạch. Vậy là sau cái đêm định mệnh đấy, tôi đã có thai với mạnh. Tôi ôm nỗi lo giữ chuyện giữ con hay bỏ Tôi không muốn Mạnh biết chuyện này Vì thực sự trong lòng tôi không có yêu anh Nhưng việc tước đoạt đi mạng sống của một đứa trẻ chưa hình thành Lại là một tội ác tài trời không thể dung thứ Tôi đau đầu vì mớ suy nghĩ hỗn độn này Đến mức tôi quá mỏi mệt mà ngất xỉu ngay trước cổng công ty Tiếng ồn ào làm tôi tỉnh lại Mắt chưa thể mở ra Nhưng tôi nghe rõ tiếng bác sĩ đang nói rất lớn Vợ anh bầu đã 6 tuần rồi Mà sao anh không có chú trọng dinh dưỡng cho cô ấy Anh làm chồng kiểu gì thế Và tiếng nói tiếp theo vang lên Mới làm tôi điếng người Đó là mạnh Tôi xin lỗi Vậy là chuyện tôi định giấu tôi không thể giấu được rồi Tôi xuất viện Mạnh khăng khăng đòi chịu trách nhiệm với tôi Mặc cho tôi có đuổi anh đi Anh vẫn kiên trì cho tới cùng Anh đi đi Tôi quá tháo ẩm lên khi thấy Mạnh đang mua rất nhiều đồ ăn đến cho tôi em muốn con em sinh ra không có cha à sao em ích kỷ đến vậy mạnh nói đúng tôi chết đứng trong câu nói của anh tôi đang ích kỷ với con mình tôi chưa nghĩ xa về tương lai con mình sau này mà chỉ đang chăm chăm nghĩ tới cảm xúc và mối tình si của tôi tôi dịu giọng lại tôi nhẹ nhàng với anh hơn tôi chấp nhận lời đề nghị kết hôn của anh tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi ông bà vui lắm vì trước nay ông bà cứ thúc giục tôi lấy chồng vì sợ nay quá lứa mà mãi tôi không chịu thì nay tôi lại dẫn chồng sắp cưới về hơn nữa bố còn chuẩn bị lên chức ông bà nội anh cũng hẹn tôi để gặp gia đình anh mẹ anh mất sớm chỉ còn có bố mà ông ấy bận việc suốt nên anh đặt lịch hẹn ăn tối để gặp mặt vào tối chủ nhật như đã hẹn tối đó tôi cùng anh tới nhà hàng đã đặt trước tôi cũng có chút lo lắng và hồi hộp vì không biết bố anh như thế nào Không biết bố anh có chấp nhận cái chuyện bầu trước cưới này không Hai con nó tới rồi à Tiếng nói quen thuộc làm tim tôi nhó lên một nhịp Tôi cứ nghĩ tôi mệt nên tôi nghe nhầm Nhưng khi tôi quay lưng lại Cả tôi và chú chết tiếng khi nhìn thấy nhau Chú là bố của anh Tôi không thể tin nổi vào mắt mình Sao cuộc đời lại chứ trêu đến vậy Chút bối rối trên mặt chú nhanh chóng qua đi Chú cố gắng bình tĩnh ngồi xuống đối diện tôi Nhưng tôi vẫn thấy Đôi tay chú đang run lên Suốt bữa ăn hôm đấy Tôi nút không trôi Tôi cũng chẳng nghe thấy chú và anh đang nói chuyện gì Tim tôi đo nhói lên từng hồi Nước mắt cứ trực trào ra Tôi phải cố cắn môi thật chặt Để những giọt nước mắt thừa thải kia Không rơi ra vào lúc này Anh có điện thoại nên đi ra ngoài Nghe máy Chỉ còn chú và tôi Chú bối rối, hai tay đan chặt vào nhau tôi tới lúc này đã không thể kìm được nữa mà nước mắt đua nhau rơi lã chã chú à em xin lỗi em sẽ hủy đám cưới này đừng em nếu chúng ta không nói ra sẽ không ai có thể biết hãy chôn vùi quá khứ đi em không thể em đau lắm chú biết không chú xin em đừng làm tổn thương con trai chú nữa em giày vò trái tim chú thế là đã quá đủ rồi chú cúi gặp mặt xuống hình như nước mắt chú cũng đang rơi trên khuôn mặt đầy đau khổ ấy mạnh đi vào tôi và chú thu hồi cảm xúc của mình mà tiếp tục nói chuyện trong sự gượng gạo chú cũng đã tới nhà tôi gặp bố mẹ tôi xin cưới tôi từ trong phòng bước ra thấy chú tôi có chút giữ người con con chào chú ơ ừ hay cái con bé này chào bố chứ sao con chào chú là bố tôi nhắc nhở nhưng sao tim tôi nó đau như thế này đôi mắt tôi đỏ hoe tôi chỉ bảo mệt mà xin phép lui vào trong tôi sợ đứng đó lâu tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình ngày cưới nhanh chóng diễn ra tôi buồn buồn một phần vì thực sự tôi không yêu mạnh một phần tôi không biết phải làm sao để giáp mặt với chú trong căn nhà đó à không bây giờ tôi phải gọi chú bằng bố rồi bước vào ngôi nhà thân quen mọi thứ không hề thay đổi Chú vẫn giữ nguyên tất thảy mọi thứ về tôi, như chính tình cảm chú dành cho tôi vậy. Nhìn vào đâu trong căn nhà đó cũng gợi lại bao nhiêu ký ức về một thời ngọt ngào, hạnh phúc làm cho tim tôi đau đến điên dại. Chú ít về nhà hẳn, một tuần chú chỉ về nhà một đến hai lần, chỉ để lấy quần áo. Có lẽ chú cũng ngại giáp mặt với tôi, hoặc có khi chú đang để cho tôi sống thoải mái mà không phải suy nghĩ nhiều tôi nghỉ việc không còn đi làm nữa mạnh muốn tôi ở nhà dưỡng thai anh cứ đi gặp khách hàng suốt với cả còn hay đi công tác nên tôi cứ lùi thổi một mình trong căn nhà mênh mông chú cũng nhắc anh suốt nhưng đang trên đà phát triển sự nghiệp anh không thể bỏ dở được ngày tôi chuyển dạ mạnh lại đi công tác nước ngoài tôi chỉ biết gọi điện cho chú trong cơn đau quay cuồng đang ập tới chú đưa tôi đi sinh và đưa tôi về nhà Mẹ tôi chưa lên kịp Chú cần mẫn lo cơm nước cho tôi Và bé cháu Nhiều lúc nhìn chú Tôi lại nghĩ giá một đứa con này Là của chú và tôi Giá mà trong căn nhà này Vẫn chỉ có chú và tôi như lúc trước Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ Tôi chôn chặt mọi suy nghĩ tệ hại của mình Để sống cho đúng luân thường đạo lý Từ dạo có cháu Chú về nhà nhiều hơn trước Nhưng chú chỉ chơi với cô con Chứ chú vẫn cố tình tránh mặt tôi Chẳng mấy chốc mà thằng nhóc đã tròn một tuổi Chúng tôi tổ chức mâm cỗ rình rang Mời anh em bạn bè tới dự Tiệc mới xong ba chiều Thì ngay đêm đó Anh lại lên máy bay đi công tác Chỉ còn lại chú và hai mẹ con tôi ở nhà Hôm nay Chú vui nên uống hơi nhiều Mới dầm tối Mà chú đã ôm cháu lên giường đi ngủ Còn mình tôi ở dưới nhà Lụi cội dọn dẹp Nhưng trong lòng lại xốn sang Mà có chút nhói lên nơi lòng ngực Tôi lên đắp chăn cho con Thấy chú thở hắt mệt mỏi Hơi thở phả ra đầy mùi rượu Tôi quay xuống bếp Bắt cho chú một ly nước cam Lay gọi chú dậy Chú mơ màng mở đôi mắt đục ngầu Vì men rượu nhìn tôi Trong ánh đèn ngủ mờ mờ Hai đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn nhau đầy đau khổ Chú ngồi dậy ôm lấy eo tôi mà khóc Chú nhớ em Nhớ đi ninh cuồng em biết không Em cũng nhớ chú Em em đau lắm Chú hôn lên đôi mắt đang ướt mi của tôi Và chuyện gì đến cũng đã đến Sau bao nhiêu kìm nén Có lẽ ngay giây phút này đây Nhờ men cay mà chúng tôi mới dám bạo gan Cho bao nhiêu đau khổ kia vỡ hòa Tôi và chú như quay lại thỏa đầu Bao nhiêu nhớ nhung được dồn hết qua nụ hôn nồng nhiệt Tôi ôm lấy chú tựa đầu vào lồng ngực Mà hít tràn lồng ngực Cái mùi hương mà tôi bao đêm nhớ nhung Chúng tôi lại cuốn lấy nhau Hòa vào trong nhau Những nhớ nhung Buồn tuổi bao thời gian qua Triền miên đắm chìm cho ngây ngất trầm luân Cho đến quá nửa đêm Rồi chúng tôi ôm lấy nhau Chìm vào trong mộng mị Sau giây phút dạo rực trong gân ái Là phút giây ngập tràn trong tội lỗi Sáng hôm sau đó Tôi và chú đã không dám nhìn lấy nhau Chú vơ vội quần áo Chú xin lỗi tôi mà rời đi ngay tức khắc Từ ngày hôm đó Chú không có về nhà Còn tôi một mình ôm con Trong căn nhà bơ vơ Với nỗi mặc cảm tủi hổ Mà dây dứt vì tôi đã thêm một lần nữa đày đọa con tim của chú Chồng tôi về Tôi sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt anh Tôi sợ anh biết chuyện Cái sự sợ hãi khiến tôi Không một ngày có thể ngủ ngon được Anh càng thương tôi bao nhiêu Sự hối hận Lại ngày một tràn dâng lên trong lòng tôi bấy nhiêu hôm đó chú trở về nhà chú gọi điện trước với anh thông báo rằng tối nay chú về tôi không còn cảm thấy vui như trước mà tâm trạng của tôi rất nặng nề tối đó trong bữa cơm tôi chỉ cúi gằm mặt lấy cớ bế con mà tôi gắng ăn thật nhanh rồi đi ra ngoài ngồi ở phòng khách tôi vẫn nghe được cuộc nói chuyện của chú và chồng tôi tuần sau bố sẽ sang mỹ định cư với thằng út bố đã nghỉ việc tại công ty rồi tất cả tài sản ở đây bố giao hết cho vợ chồng con sao bố đi đường nột vậy không đây là dự định rất lâu của bố rồi bây giờ vợ chồng con cũng đầy đủ rồi nên bố sang bên đó phụ thằng út tôi chỉ nghe được tới đó vì tai tôi đã ổ đi rồi tôi cảm thấy rất tội lỗi vì tôi mà chú phải rời bỏ tất cả để trốn chạy khỏi cái tình yêu sai lầm này tôi chỉ biết nép vào trong góc mà lặng lẽ lau nước mắt mấy ngày sau chú hẹn gặp tôi khuấy nhẹ ly cà phê đen đôi mắt chú trầm tư bên điếu thuốc tuyền này nghe bố nói từ giờ phút này chúng ta hãy khép lại mọi chuyện trong quá khứ con là con dâu của bố là vợ của thằng mạnh dù ở hoàn cảnh nào bố cũng mong con được hạnh phúc con hãy chút bỏ hết những ký ức xưa cũ đi sống cho hiện tại cho chồng con con của con và cả con nữa bố sẽ không xuất hiện để làm xáo trộn cuộc sống của con thêm một lần nào nữa bố im lặng tôi cũng lặng thinh không khí im ắng hẳn đi đến nỗi tôi còn nghe được tiếng tim tôi đập dồn dập thở một hơi dài đầy nhẹ tinh tôi cười nhẹ mà nhìn bố bố con mong bố luôn mẹ khỏe bố và tôi nhìn nhau cười nhẹ dù có ít nhiều chua xót nhưng mà giờ đây tôi đã thấy nhẹ lòng rồi cuối tuần đó bố bay chúng tôi ra sân bay tiễn bố trước lúc lên máy bay bố ôm chồng tôi Ôm cháu và ôm tôi Vẫn là cái ôm ấm áp ấy Nhưng lần này tôi thấy lòng mình nhẹ tinh Và không có một cảm giác nào khác nữa Tối hôm đó Tôi ôm chồng mình Một cái ôm thật chặt Từ nay tôi sẽ là một người vợ Một người mẹ đúng nghĩa Mọi đớn đau của ngày qua Tôi sẽ chôn vùi sâu và lãng quên Tôi sẽ bù đắp cho chồng mình Cho những thiếu sót và sai lầm của tôi lúc trước Tôi sẽ mở lòng yêu anh Bằng tình cảm chân thành nhất Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, cơn mưa trắng xóa dữ dội mà mát mẻ như đang xóa sạch đi mọi buồn khổ và đớn đau trong lòng tôi. Hít một hơi sâu, tôi chìm vào giấc ngủ, không còn bận tâm suy nghĩ một điều gì, vì tôi biết sau cơn mưa này, ngày mai kia trời sẽ nắng đẹp rực vàng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã kết thúc ở đây rồi. Đúng là một câu chuyện tình đầy ngang trái. Nếu như Mạnh không xuất hiện trong cuộc đời Tuyền thì có lẽ chuyện tình cảm giữa Tuyền với ông chú kia chẳng có gì để mà lên án. Bởi họ thực sự yêu nhau, một người đàn ông đã mất vợ, một cô gái chưa có người yêu, họ hoàn toàn có thể đến với nhau cho dù có sự chênh lệch về tuổi tác. Có trách chăng là trách sự mất kiểm soát của Tuyền và ông chú kia khi quan hệ của họ giờ đây đã khác, đó là quan hệ con dâu bố chồng. Thế mới nói tình yêu là một thứ thật khó nói nhưng chắc hẳn cách kết thúc của câu chuyện này khiến chúng ta ai cũng phải hài lòng khi mà hai con người này con dâu bố chồng chấm dứt quan hệ yêu đương trong nhẹ nhõm những đớn đau của những ngày hôm qua sẽ đi vào quên lãng tuyền trở về với cuộc sống thực tại cô sẽ bù đắp cho chồng của mình cho những thiếu sót cho những sai lầm trước đó của cô tuyền yêu chồng cô bằng một tình cảm chân thành nhất chúng ta hãy cùng nhau chúc phúc cho họ quý vị và các bạn nhé cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo